Chào bà con nông dân cả nước nha. Nay nông cơ tính lên con máy cắt cỏ Yamaha lại cho mọi người. Yamaha 2003. Đây. Hai ba không. Nồng 33 ly. 3cc Nhật bãi. Đã qua sử dụng bên Nhật. Còn rất mới mọi người. Bình xăng riêng nè, bình trắng nè. Thì chế nè. Chế riêng nè. Máy còn đỡ chét đã lắm mọi người. Chế riêng đó nè. Đây là để mắt in ra băng nè. Mã số nè. Thì đeo ba lô nè. Rồi nãy đang quay có khách nha mọi người. Đó này có dây à, dây đeo ba lô nè. Còn cứng cáp mềm mại lắm nha. Êm lưng lắm. Đây nè. Đây là mút nè, mềm nè. Mềm như nệm kim đan nha mọi người. Này mình đeo lưng vậy nè. Đó, mình giật mình đeo lưng. Với tay mình giật giật máy chạy. Đó. Thôi. Đó, vậy ghim nó một con trắng tươi vậy nè. Máy này Nhật quên xài nha mọi người. À, vú bơm đó mà còn à, sáng giới nè. Vú rin đó đó. Đó nè. Rin mà còn sáng vậy đó. Bộ cần mềm. On up nè. Bật qua đây là up, bật qua đây là on. Đó, tay ga nè. Đây, tay nắm nè, tay lái nè. Đó, chân cỏ nè. Nè. Đất máy còn đẹp nha. Rồi để em giật máy cho mọi người nghe nha. Bật e nè. Giật nè. Rồi tắt e xuống. Không, kéo e xuống nè. Giật. Đó, lên ga đây. Lên ga đây, chúng ta ở đây. Máy chưa đụng chạm gì hết trơn á. Mới dữ lắm mọi người ơi. Chào mọi người, đang quay có khách. Đó, giá máy trong phần mô tả nha mọi người. Máy em bán đã bao gồm ship và phí vận chuyển thu hộ. Tới nơi kiểm tra máy ok mới cho tiền. Máy em thì mua bán thì cọc em trước 100.000. Tóc nè mọi người. Tóc sáng chân luôn. Máy còn rất mới nha. Hello.